Ngọc Ánh, Hoàng Hiếu. Mến chào quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình tiêu dùng thông minh hôm nay. Bắt đầu chúng ta hãy cùng đến với lựa chọn thông minh. Kính thưa quý vị, cà tím là một loại rau củ quả chứa rất nhiều sắt và canxi, cực kỳ tốt cho việc cải thiện sức khỏe của hệ tuần hoàn và tim mạch. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một số bí quyết để lựa chọn được những trái cà tím tươi ngon và chất lượng. À, cô ơi, với cái trái cà tím này thì mình có dễ lựa chọn không cô? Trái cà tím này thì con lựa trái nó suông suông vậy nè, mà vừa tay của mình á, vừa chà là ngon. Nó không, nếu mà con nhìn thấy cái trái mà nó cứng, mà nó có mấy mắt mắt nhỏ nhỏ khần khần vậy nè, là trong đó nó có sâu á. Mấy cái mắt nhỏ nhỏ hả cô? Mấy cái mắt nhỏ nhỏ con lựa cà, con phải lựa kỹ. Nó có mấy cái đốm con sâu á, nó nhảy vô trong này nè, con đục, nó đục con không thấy đâu. Nhưng mà con cắt ra rồi thì con thấy nó trong đó nó có sâu. Vậy thì khi mà mình lựa trái cà á cô, thì thường thường á là con thấy có những trái cà là nó đỏ như thế này, nhưng cũng có những trái cà là nó vừa đỏ vừa vàng vàng như thế này, thì mình lựa những trái cà như thế nào rồi cô? Mấy cái vàng vàng vậy là nó không sao hết, con biết sao rồi, cái nó đốm lá, tại vì nó ra trái cà rồi á, cái lá nó bị che lại, thành nó không có ánh sáng, nên thành ra cái nó bị không có ánh sáng thì nó không có ra theo cái màu cà này. Còn mấy trái này ở ngoài á thì nó có cái ánh sáng á, thì nó được màu tím, nói ra là giống màu cà của nó. Còn mấy cái này là lá nó che lại đó, đúng không? Cái lá nó ủ che lại như là con, nên thành nó có chỗ trắng cho chỗ tím. Thường thì những trái to nó có ngọt bằng những trái nhỏ không, hay là nó cũng như nhau à? Không, cũng như nhau à con. Tùy theo là vụ mùa, như nó tốt á thì nó ra trái bự, tưới nước nhiều hay là mình tưới cho nó đủ nước thì nó ra trái bự. Còn mình lấy vừa như là nó vậy là mình vừa nó là nó cũng ngon, trái nào nó cũng ngon. À, với cái cuốn của cái trái cà tím thì có mình nhận biết được là nó tươi hay là ngon không cô? Có chứ con, cuốn cà tím hả, nó này trên này nó teo đầu lắm, là nó không tươi đó, là nó teo mấy cái đầu này lại mà nó vàng nữa. Còn cái này là nó xanh, là trái mới, là cà mới. Tiếp theo như thường lệ, chúng ta sẽ cùng theo dõi những thông tin về giá cả và các thông tin tiêu dùng trong tiêu dùng thông minh. Để phục vụ cho nhu cầu vận chuyển nhanh các mặt hàng cần điều kiện bảo quản tốt, ngành đường sắt chuyển sang vận chuyển bằng các đoàn tàu hàng và nhận đặt hàng online. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo phương thức từ nhà đến nhà vốn đã được đường sắt đưa vào khai thác từ tháng 8 năm 2019. Theo đó, khách hàng chỉ cần truy cập vào website Haraport để đặt vận chuyển trực tuyến, hoặc khách hàng có thể đến đặt vận chuyển tại các cửa hàng đăng ký nhận vận chuyển hàng hóa qua Haraport ở các ga. Nhân viên đường sắt sẽ đến tận địa chỉ của khách hàng để nhận hàng hóa, hoặc khách hàng có thể tự đem ra ga. Với hình thức vận chuyển này, đường sắt có thể vận chuyển được nhiều loại mặt hàng, nhất là hàng tươi sống như trái cây, hàng chuyển phát nhanh, hàng cần đảm bảo như giấy tờ, mỹ phẩm, dược phẩm, v.v., kể cả những mặt hàng cần bảo quản lạnh. Hàng sẽ được giao ngay đến địa chỉ nhận chỉ sau vài tiếng tàu đến ga. Những ngày gần đây thì bánh mì phô mai bơ tỏi Hàn Quốc gây sốt khắp các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, để được ăn thử loại bánh độc đáo này, nhiều người phải xếp hàng đặt trước từ 2 tới 3 ngày với chỉ khoảng từ 60 tới 80 nghìn đồng cho một chiếc bánh. Bánh mì phô mai bơ tỏi có vị bơ thơm mùi tỏi, bên trong ngập phô mai béo ngậy kết hợp với vỏ bánh mì mềm, tạo ra sự khác biệt với các loại bánh mì bơ thông thường khác. Vì vậy, để làm được chiếc bánh mì phô mai bơ tỏi hoàn thiện, thì người làm bánh phải mất tương đối nhiều thời gian, từ khâu lựa chọn nguyên liệu tới bước làm bánh, nướng bánh. Một chủ cửa hàng kinh doanh online cho biết một ngày chỉ làm được khoảng 80 chiếc bánh. Vì bánh đang khá hot trên thị trường nên các đơn hàng được đặt liên tục qua điện thoại và trên một số ứng dụng công nghệ khác. Mỗi chiếc bánh mì bơ tỏi Hàn Quốc có giá dao động từ 60 tới 80 nghìn đồng. Kính thưa quý vị, sản phẩm tiện ích kỳ này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cách để có thể tái chế những phần gỗ cũng như là vỏ lon đã qua sử dụng thành những chiếc kệ cực kỳ hữu dụng cho không gian sống của mình. Đầu tiên, chúng ta hãy dùng giấy màu để làm mới những vỏ lon của mình, sau đó là quét sơn cho tấm gỗ, đồng thời dùng keo dán những vỏ lon vào tấm gỗ của mình theo hình ngang dọc mà bạn yêu thích, và cuối cùng là để những vật dụng cần thiết vào trong lon nữa là xong. Thưa quý vị, như vậy là lại có thêm một sản phẩm tiện ích nữa được tái chế từ những vật phẩm tưởng chừng đã vứt bỏ đi. Và đây cũng là thông tin cuối cùng trong chương trình tiêu dùng thông minh ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình hôm nay bằng việc truy cập vào website vtv9.com.vn hoặc V9 Giải trí, V9 Online. Còn bây giờ, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn với chương trình tiêu dùng thông minh lần sau.